Alo, hello mọi người nha. Hello Khang, hello Mo, hello người gác đèn, hello Bảo, hello Sơn, đủ cưng gì đấy, hello Min, hello Ni, hello Hiếu Hiếu, hello Khang, hello Milo, kéo anh Bảo. Kéo anh Bảo. Hello bạn ở gì tròn, tớ nở hay của mập. Hello Min, hello anh Bảo. Hello Thiên, hôm nay giờ này còn thức nữa hả? Giờ này còn thức nữa hả? Cảm ơn anh Bảo. Mới về hả? Thôi ngủ đi, sáng đi làm nữa. Không, hello đi. Có mà, có hello đi mà. Hello chuột. Thức đến mai đồ ạ. Để đi thức đi. Hôm nào tôi trả tư tài sản. Cảm ơn Bảo. Nhớ mày lên nhìn tí hả? Ok, gãn nhìn đi. Cảm ơn Bảo. I might just be the one. Cảm ơn Bảo. Thức cho lắm. Sao vậy? Ừ nhưng mà Thiên có chào rồi mà. Thiên chào đi rồi mà. Tại vì nó được. Đúng mà. Nhưng mà có chào rồi đúng không? Mai đi kinh gian lên thức đến giờ luôn. Ừ thế cũng được. Lên tàu ngủ. Mà đi kinh gian đi tàu không? Alo, cảm ơn Bảo, cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo. Lâu lâu hay bị liệu quá, bố ơi. Cảm ơn Bảo. Đi máy bay à, thì thế lên máy bay mà ngủ. Hello Khang, giờ này Khang còn thức nữa hả? Ngày thức luôn, dữ. Cảm ơn Bảo. Đỡ rồi hả? Còn bắt điện thoại được mà đúng không? Anh Bảo thích chơi cái trò spam từ từ ha. Kiểu là không để sót cây nào ấy. Sau này mắt mở hết lên rồi ta. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Bảo. Thức hài não hả? Thử hài não em coi thử ơi. Cảm ơn Bảo. Mai chủ nhật có đi làm không? Mai chủ nhật chị có đi làm không? Quan tâm dễ sợ. Không. Em đang hỏi Thiên á, Thiên nó kêu là mai chủ nhật. Quan tâm dễ sợ ý là mai có đi làm không? Sao nhỉ? Đang đi làm. Ai hỏi Khang đâu? Cảm ơn Bảo. Hành hạ là đổi tên hả? Lên từng cây gì cũng hành hạ rồi. Thì ra là vậy. Tại vì giờ mày đi làm ngày nào nghỉ ngày nào tao có biết đâu Thiên. Thì không lên nữa. Tùy
tùy lòng hảo tâm của thí chủ. Thí chủ bao giờ kêu ai lên quà, chỉ có ế quá thì than thôi chứ không có kêu ai lên quà. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo. Mọi người ơi, điện thoại và xin đi năm sau dùng nha. Dạ cảm ơn anh Bảo yêu dấu đẹp trai dị hương cu te phu mê que nha. Cảm ơn Bảo. She was right. Just say no. I said yes. Come on, Bảo. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my phone? Bảo hỏi thiên tên buổi trưa ăn buổi chua thì lộn lục lục lủng vậy. Come on, Bảo. Nhờ thiên đúng không? Quậy nên em là lò than mà. Cho bắt trước à? Ờ. Come on, Bảo. Rồi đến một ngày ta gặp lại. Come on, Bảo. Ngày sẽ cho mình. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn cô này hồi khen ngủ luôn nè. Khen Vĩnh Long chứ không phải là khen Nha Trang. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo. Hãy thức Hải đi hả? Hải thử em ơi. Hải em đi. Ra mình hỏi câu đó đi hả? 5k kem. Rồi đây hả? Không gì còn gì vui nữa. Cảm ơn Bảo. Rồi đến một ngày ta gặp lại, ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã thương anh thật rồi. Cảm ơn Bảo. Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời. Cảm ơn Bảo. Dù mày xa nhau, dù trong ký ức, trong những khung hình nơi xa có danh riêng nhau. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo. Đang đã liên minh hộ, ok thể xong trận đi. Đừng có đánh tới phút 50 là được rồi. Cảm ơn Bảo. Nắng vẫn ươm vần và người bím mắt như pháo hoa tàn. Cảm ơn Bảo. Bảo hay thích lên từng cây nè. Cảm ơn Bảo. Thiên bị đạp ghế rồi. Đạp 60 xu rồi ta. Cảm ơn Bảo. Ta gặp nhau. Cảm ơn anh Khang. Cảm ơn Bảo. Ai cảm ơn anh Bảo. Cứ liệu bị đọc ngay tên thôi. Cảm ơn anh Bảo. Tự nhiên nãy đi uống cà phê xong cái thằng bé chạy bàn nó đi ngang mình xong nó hát bài Hẹn Một Mai. Mang bé hát cũng hay, cũng nghe được. Cái xong tự nhiên nghĩ tới Khang. Cảm ơn anh Bảo. Có con đường nào bước qua ta đến mà em món quà. Hẹn hò yêu thương ta xây đến xa. Thì anh cũng thích bài đó mà đúng không? Nhỏ dễ thương lắm. Thiết nghĩ là ngày mai ngày mốt sẽ nên ra quán đó nhiều hơn. Hello Coco. Quyến họ. Phải ông ta ai vậy? Yep. Em chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai rời xa ai biết được, chuyện biến mất hay vội lặng như nó yêu thương. Ôi, món phân cấp luôn. Anh lại quên rồi, số của em á anh. Mà nhau ngoài kia không phải kia, với anh ngoan hơn nơi có đôi tim cùng nhiều. Cảm ơn Bảo. Lần đầu tiên anh mong tìm ra cho xin mày. Cảm ơn Bảo. Một ai quan tâm và nghe lời anh hát, ngồi kề bên em đưa bờ vai khi anh thương. Cảm ơn Bảo. Mọi người ơi, em bắt đầu nhận quà sinh nhật kể từ ngày hôm nay nha mọi người. Bây giờ cứ vô chung kết là tua, nay vô chung kết là thằng kia tròn. Bên team kia hả? Cảm ơn Bảo, cảm ơn Tiêu Giao. Nó phải gửi nhà cho Win luôn. Sinh nhật à? Ừ anh. Cảm ơn Tiêu Giao, cảm ơn Bảo. Cảm ơn Tiêu Giao.
Cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn bà Bảo. Cảm ơn anh Bảo chứ. Cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn Tiêu Dao. Trời ơi, nhìn muốn lòi mắt luôn vậy. Cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Tiêu Dao. Hai người cho vui nha. Cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Tiêu Dao. Không ai chat luôn rồi đó. Khang ơi, chat lên cái cho nó ngăn khúc này ra dễ nhìn Khang. Cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn anh Bảo. À đó, ok vậy đi. Cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn Khang. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Tiêu Dao hơn là ba người này không đổi tên nha. Hello Ian. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn Min là võ cho thi nha. Cảm ơn anh Bảo. Khổ quá. Cảm ơn Tiêu Dao. Cảm ơn anh Bảo. Vui nhờ. Người ta đâu có yêu mình, người ta đâu có thương mình, có thương gì mình. Lên show chi ngồi cảm ơn thôi à. Thích dạ được không? Nói chứ cái đó là cái bài, cái đó là cái trò chơi của Thi thôi. Cảm ơn Tiêu Dao nha. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Tiêu Dao. Được em. Nói ra hết tâm tình. Gì đi lâu vậy? Cảm ơn Tiêu Dao, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Tiêu Dao. Tôi đau nhớ, vì tim tôi đau nhớ. Chắc đã quay rồi mà người ta đâu có yêu mình có thương. Không mở mắt hả? Không mở mắt la hả? Mấy bạn spam vui quá, cảm ơn anh Bảo. Người ta đâu có yêu mình có gì bên đó. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Bảo. Có Thiệu Định Liên Minh chết hoài à. Thôi vậy thôi, thua đi, đang coi show thôi, cảm ơn anh Bảo. Show của Thi mà ai cũng chơi game hết. Đau thương có là bao, chẳng là bao. Vì người đâu xa. Mom chơi game nè. Có lúc tìm thôi. Khang cũng chơi game. Nghèo spam chứ đâu lên nổi. 10 siêu xe. 10 siêu xe đồ. Hôm qua em mới thấy anh lên cho món 22 trái tim hay 99 trái tim gì mà. Chứ anh không coi. Mà từ ngày win được khi đã show thi lên chơi cổ win luôn hả? Đậu. À, lại móc nữa hả? Hello Ken. Cảm ơn anh Bảo. À, đang móc đi hả? Cảm ơn anh Bảo. Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình. Người ta đâu có yêu mình có gì mình đâu. Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình. Ê, bữa nay vui lắm nha Ken. Bữa nay cho ông Mọt nó thích cái này nè. Cái nếp á. Giống như là cỏ, cỏ mèo á. Xong cái Mọt nó phê á. Tại vì nó quậy đó. Kiểu bê bê, tiếu lắm. Lên rồi nữa rồi chúng tiếp nửa năm mà. Dạ chào sếp. Cái đâu có thấy hả? Em mới mua hồi chiều á. Chiều mới thấy em sai điện luôn. Quên lại rồi. Cảm ơn anh Bảo cắn chết nha. Ủa nhưng mà vui mà. Với lại cho mèo mà ăn cái đó nó kiểu như là nó có thể tiêu được á. Không mở loa lại đi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Bảo. Bao tuổi rồi à? Em sinh năm 99 đấy. Mặt hơi bị già tí thôi nhưng mà sinh năm 99 đấy. Cảm ơn anh Bảo.
ký ức chưa bao giờ. Cảm ơn Bảo. Người cô hát mang đi nhớ thương. Biết bao nhiêu khen. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Bảo. Gọi chú đi à? Cháu chào chú nha. Chú sinh năm 89 à? 89 con trẻ chán à? Chú gì mà chú? 89 con trẻ chán. Mở mất nó nhỏ không được mà. Nó nhỏ nhỏ không được mà. Thôi đi tắm. Ơ à, thở lại xô lại đi tắm. Không nào mà em xô anh đi tắm ít nhất cũng 50 phút đấy Bảo à. Không nhớ. Chú 30 rồi. Không sao, cứ gọi là anh vừa. Phải thế thôi, không gửi, em gửi cho anh nghe xem. Bây giờ hát cái gì bây giờ? Cho hôm nay tôi buồn nhá. Alo, 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 đừng tắm bạn à, hết xô đi rồi đi tắm. Cho vừa vừa thôi, quả liều phát mặt ngáo cho con tôi. Ừ, nãy nó vừa nhảy từ trên lầu, từ trên cao xuống ấy. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông, nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lắm. Thứ trong môi tình của tôi chẳng có vui, thấy anh này tôi rất yêu anh, sao anh lại ra đi? Ủa? Giờ mới nhớ chực lại một chuyện là sao Ly biết Thi có mọt. Hồi nãy nói chuyện mới nhớ. Hình như lock Facebook rồi mà đúng không ta? Ok, ok, ok. Mày nghĩ tao không vô show mày thiệt hả? Ai biết đâu, tao nghĩ là Thi. Thi này, giờ Thiên quá ta sao? Thiên à! Thiên! Thiên à! Thiên ơi! Cảm ơn Bảo, lần đầu coi show giờ này á. Dễ thương ghê á, thức tới giờ này xem show luôn. Ok. Trời những giấc mơ có hay trời, hình bóng ai kia theo mùa, yêu gió này mang nỗi sầu. Cảm ơn Bảo. Đời một tiếng yêu đã thân thuộc, mà bỗng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay. Có thằng đứng treo đỏ là sao không hiểu anh? Đứng treo đó khỏi đá là sao không hiểu? Cảm ơn bà Bảo. À cảm ơn Bảo. Tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu? Anh có hoành mang lại không anh? Để nhìn thì thêm lần nữa. Đèn ngựa hát yêu góc phố mình em. Buồn ai cứ sao quay quanh lòng thì. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại. Chỉ hôm nay thôi. Hôm nay thì nghèo. Thì nghèo hôm nay thôi. Mấy hôm trước là rất nghèo. Nên ăn hai trái để nó treo thời gian cho xong trận rồi chắc trong xô. À, khi mà mình chơi như vậy là mình là một người trong 13 người hay là một mình điều hành cả đội bóng hay là sao? Tức là mình là một cầu thủ hay là mình là cả đội bóng? Cái để mua dây đàn mà 4-5 tháng rồi chưa mua à? Em nói em mua dây mít mà tới giờ vẫn chưa có tiền mua nè. Còn dây mít nó tèo dữ lắm rồi đó. Không biết ship từ Hà Nội vô bao nhiêu nữa. Em đã mua cộng dây mít tới giờ em chưa mua nữa nè. Tìm giùm em thử cái khen. Em chưa tìm nữa. Chưa chơi FIFA bao giờ chưa anh? Cả đội mà có tiền mua Masu có khác là sao không hiểu. Sài Gòn không có. Ai biết Sài Gòn có không? Cần Thơ thì chắc chắn là không có rồi. Tại vì cái mít này ngày xưa là em mua ở Hà Nội ship về. Trời, những giấc mơ qua ơi trời, hình bóng ai kia theo mùa. Cảm ơn Bảo. Yêu sau đây mang nỗi sầu. Chờ một tiếng yêu nơi phương trời xa. Lê Quang Thải, Nghĩ Hảo.
Cảm ơn bảo. Mắt nuôi sầu. Thì chứ phải mon đâu mà nói tiếng Trung. Khổ ông quá. Một bát là kiểu gì? Một bát cơm. Một bát cơm là gì? À, cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Hiếu Hiếu. Mon cứ tê. Mon đi bắn VOBG rồi. Cảm ơn anh Bảo. Nhìn giấc mơ có hay chừng. Hình bóng ai kia theo mùa. Yêu sâu này mang nỗi sầu. Thì không có Google dịch đâu bạn ơi. Mình không biết tiếng Trung. Tiếng Anh đi. Thôi Bảo đợi xíu rồi ta. Lần nào sâu cũng 8 mét đó. Bây giờ mấy độ mà là mà nóng. Đang lạnh muốn chết đây nè. Mấy lần trước không gọi nha. Bụng hai kỹ là cái gì? Cao 1m4, 10 độ. Lần trước cũng có mấy lần đi tắm hai con tôi đâu. Nãy giờ không thấy. Ê quá rồi đâu rồi. Thiệt không chịu nổi mẹ con nha cô. Alo. Cái này đi Sài Gòn thiếu gì mà. Cần Thơ không có đâu anh, chắc chắn là không có. Chắc chắn Cần Thơ không có. Cái cúp bao nhiêu hả Thi? Cái cúp là gì anh? Hình như là 50 triệu vậy. Alo gửi gì mua tê rồi. Ok, mua tê rồi mà biết người ta alo. Ngon không có đâu. Phố về đêm, vẫn một mình em lang thang. Giữ lại trong lòng những nỗi đau. Vì ai em đang mang, có lẽ anh sẽ không biết. Và kẻ không bao giờ hiểu. Chỉ tim rạn nứt của người luôn bị phản bội bởi vì tình yêu. Em không mạnh mẽ như anh thấy, cũng không yếu đuối như anh nghĩ. Em chỉ là em một người ca hát, hay đúng hơn là nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ thật cô đơn, quá khứ dày vò trong đau đớn. Hãy để tình cảm này chóng lần cấp, có lẽ sẽ tốt hơn. Anh buồn vì họ, còn em buồn vì anh. Vòng xoay cổ tâm trái chính em giật lấy nhiều thêm. Em muốn thấy nụ cười anh, thay vào đó là nước mắt. Không được giả tạo như lúc trước vì họ là thứ anh đánh mất. Em chỉ biết đứng sau những người theo đuổi anh. Vì em biết em không bằng họ, sự thật không thể thay đổi. Cho dù em có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được gì, đúng không? Khoảng cách từ đây cho tới đó không hề xa như anh thấy. Nhưng điều chỉ là đơn phương thì xa là ở đây. Vì trái tim em vẫn còn tên anh, người em yêu hơn tất cả. Không như định nghĩa ở trong bài hát của em, nó gọi là yêu xa. Em vẫn gọi anh là gió, và anh đặc biệt thì có tà. Khi đi rồi mãi không về, muốn buộc gió cũng khó hơn. Không một ai muốn làm điều đó, nhưng về thì khác. Hay chờ trọn vẹn nó đặt ở anh mỗi khi.
viết những lời nhạc. Nếu cứ chờ sẽ có hy vọng, phải không nói em biết đi. Đừng im lặng vì em thật lắm không hiểu những gì anh đang nghĩ. Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm, phải không hoàn trách em đi. Trái tim ngủ mộ nó vẫn tự chủ không làm theo ý chí. Kẻ cô đơn ngược kẻ tổn thương, có duyên phận sao? Hai từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin một lần nào. Cứ vui đùa ở bên người khác mà kệ em đâu như thôi nè. Đọc chữ dắt nữa rồi. Mà không có cào vô mặt đâu. Cần Thơ không có đâu anh. Nha Trang còn có, Cần Thơ bự hơn mà. Nhưng mà Cần Thơ không có đâu. Nhỏ lớn giờ chưa biết cúp là gì ạ. Hình như cúp là 5 triệu hay 10 triệu gì á. Bất chấp anh cho là em ngu. Ngu vì ai, ngu vì yêu, ngu vì anh là lần cuối. Đi khi gặp nhau trên đường đời, đừng quay mặt mà mỉm cười. Em không được khóc thêm vì ai, kể cả anh cũng không được. Những gì từng hứa với anh ngày xưa, tất nhiên em làm được. Tin em đi sẽ ổn thôi khi ngày mai trời hạ gió. Điều tìm em và việc yêu thương em không phải là người đó. Em thích là người thứ ba hơn một người thay thế. Bắt em thay vị trí của họ, thật sự em không thể. Người thứ ba giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào. Người thứ ba hoàn hảo sau lưng anh với nụ cười luôn giả tạo. Anh không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được. Thu à? Có lẽ em sẽ yêu đuối lúc này, nhưng xin anh đừng thương hại. Phải toàn mà ai cũng học một cộng một chứ chắc bằng hai. Lại thêm một lần nữa em chúc người yêu mình hạnh phúc. Với ai khác xinh đẹp hơn em đừng bao giờ ngã gục. Gió tự tại, gió trôi nổi, gió bay bỏng các môn phương. Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng người mà em luôn thương. Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em gọi không? Đó là lúc hét lớn chạy gục trời cao, vô tình chợt bật khóc. Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng nấc nhẹ ở bên tai? Đó là lúc anh nên tránh xa vì em không muốn phải thương hại. Có lần nào vô tình anh thấy bản thân của em quá ích kỷ? Đó là lúc mỗi ngày em ghi vào tim. Anh ơi, anh về đi. Súng vàng hả? Đang chỗ em ở Cần Thơ, chỗ nào bán cái loa mixer đồ á? Không có chỗ nào bán loa mixer luôn anh. Bán loa thì nhiều khi có nhưng mà mixer là không có nha. Còn thôi nhỏ xíu à. Cho anh ông được, cho anh ông trái là cái gì? Anh tìm có, anh cho em luôn cái địa chỉ cho nhanh anh. Còn không ở Sài Gòn cũng được. Tại từng sao cũng lên nữa rồi. Từng sao phải mang Sài Gòn về Sài Gòn rồi. Cái loại dây đó có rắc cắm vào là rắc Canon à. Up lên VIP 4. Mốt có đăng điều kiện kêu đi hát bài này rồi lên 10 siêu xe xong rồi biến mất hả anh? Khổ. Cái gì vậy? Nhật Tảo. Tranh thủ về, nó sắp lên Sài Gòn rồi. Còn Sài Gòn thì nhiều. Nhật Tảo là ở đâu? Nhật Tảo là Trang Nhật Tảo hả? Bảo đi tắm thiệt rồi. Em thích bài này lắm nè, Sài Gòn tôi mua. Trời, Nhật Tảo ở Sài Gòn hả? À, Nhật Tảo quận 10. Không biết. Tiền vậy? Em hết tiền luôn rồi, không có tiền để mua nữa. Trên 200 là không mua nha, hết tiền rồi. Hết tiền thiệt thề. Tại bây giờ sống một mình, không cha, không mẹ, không người thân.
phải tự lo cho nên không có than cho mình thiệt. Tao quên mất mày rồi là gì? Số tài khoản hả? Gì vậy? Cho mượn nào giàu giả hả? Biết nào mới giàu. Cho luôn thì lấy. Hả? Nhà bán than hả? Không than thiệt. Than ít miệng thui luôn á. Anh tìm ra Cần Thơ mà vào thì nó đóng cửa chi nhánh Cần Thơ. Ơ hồi chiều em lên gặp mẹ em. Mẹ em hỏi một câu vậy nè. Bộ mới cắt mắt hả? Cho luôn thì lấy xạo xạo. Chửi tao đi chở luôn chứ lấy. Không giờ lấy rồi. Giờ lấy rồi. Giờ nghèo quá lấy hết. Ai cho lấy rồi. Ờ à, đúng rồi mẹ hỏi bộ mới cắt mí hả? Tiền nóng tiền nhà còn không có nữa, cắt cái gì mà cắt? Có tiền là đi cắt mỡ, cắt mí làm chi? Vì mình đã quá hát cô đơn rồi. Giữa phố hoa xuống gieo nơi này. Trong suốt những hả là cắt mí. Mà mẹ hỏi mới ghê. Mẹ hỏi sao mắt giờ này mí rõ quá vậy mới cắt hả? Sụp một bên đi cắt nửa mùa đi anh, cắt một con, cắt một con. Mấy năm trôi qua tôi đã làm được gì? Phút xa người lạ tôi muốn về nhà Sài Gòn. 7 tháng thì mọi người trong lớp còn ai không? Mắt hai Mỹ bao đẹp mà phải đeo kính cận. À, em cũng cận mà em cận 5 độ mấy luôn hả? 6 độ rồi. Cảm ơn Khang, cảm ơn Khang, cảm ơn Khang. Tới rồi, cái gì vậy trời? Cảm ơn Khang. Cảm ơn Khang, cảm ơn Khang. Cảm ơn Khang, cảm ơn Khang. Cảm ơn Khang, cảm ơn Khang. Cảm ơn Khang. Tính bắt nhạc tính hát rồi cứ lên quà nữa. Khổ quá không? Cảm ơn Khang. Rồi sau, nì sư hải sang tờ giang hâu. Ủa sư lặng hào tờ bầu mâu. Ê mà nói nghe nè, lâu lâu em mới được hiệu ứng. Lần á có lên hiệu ứng điếm 1, 2, 3 cho em biết chụp hình là em năng lịch khổ lắm anh. 1000 năm em mới có người lên hiệu ứng lần. Khổ lắm luôn á. Bữa nay ngày gì ạ? Dạ bữa nay ngày 1 tháng 7 âm lịch anh, mở đầu tháng của hồn. Nụ hôn đánh rơi biết hát không ạ? Ok, anh cũng nghe nụ hôn đánh rơi đúng không? Đừng trách em nha. Đừng trách em khi hát bài nụ hôn đánh rơi nha. Mới được, khoan nha, từ từ nha. Tốc độ chuẩn em hát không được. Cảm ơn đi.
sẽ em muôn đời. Em bị khen tính hôm nay hơi khen rồi. Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi. Yêu người em ngu ngốc không xin em thôi. Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ, biết thương ai bao giờ, nên em hà hứng trôi, anh hà hứng xa, nở lòng quá. À, hát hết được giống như lúc trước rồi. Còn 1,5 triệu nữa viết 4, mai up luôn hả? Nhưng mà mai hình như Thi đâu có show đâu, vậy là gan úp cho ai vậy? Em nghe nè. Cảm ơn đi. Và anh đâu biết, và em chưa xa, nên thế là vốn mất nhau muôn đời. Oh, oh hello idol, xinh gãy chẹp chẹp nhưng thình thèm nè hí 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 là cái gì ạ? Bắp cho vi ạ? À, tổn thương quá. Anh bảo quay lại rồi kìa. Hôm nay tập nhanh đấy. Nụ hôn chưa sáng, vòng tay chưa nên thế là lạnh xa em muôn đời. Cảm ơn đi, cảm ơn đi. Yêu người nhưng em sẽ cho xin em thôi. Sao giờ tự nhiên hát lại hết rồi nhỉ? Mình ở trên núi xuống mới học chơi. Ở trên núi xuống, ngủ trên núi không có tiếng Việt hả bạn? Ừ, ở trên núi không tiếng Việt à? Cái video này đâu rồi ta nhỉ? Hình như đây nè. Up lên lại thân lại nước này cho nước kia. Ồ. Ước gì được kén quý. Nói có khó. Nói có hơi khó thì cũng nên idol không cả mà. Giờ vẫn có idol show, lúc này show idol 24/24 nha bạn. Hôm nay bảo tập nhanh đấy. Ủa, Út đâu rồi Út? Huy Út thì sao ạ? Thì hôm nay tập nhanh đấy. Hôm nay không có quay tay trong nhà tắm hay sao? Hôm nay tập nhanh đấy. Vậy thôi để 23 Út luôn. Vậy sao? Thương yêu vậy sao? Rồi thương vậy cơ. Út của cưng là ai? Ước gì? Ngõ phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai. Hôm nay nhìn mặt Thi hết hứng phải cũng hên nha, hên là nhìn mặt em không hứng á, chứ hôm nào mà lên son cứ nhìn mặt em anh hứng là tổn hao sức khỏe anh lắm. Ông gụ tôi qua đây rồi he he. Ông bảo bảo nha. Hello, cảm ơn đi. Ông nào kê là, ông nào kê là cái gì? Cảm ơn đi. Cảm ơn đi. Cười gì khen? Cứ mỗi lần ra là hình như 3% protein đó mọi người. Bớt bớt đi. Cảm ơn đi. Vít tay. Ông này nè Út. Ông này nè Út. Ông nào? Út là ai vậy ta? Tự nhiên Tiêu Dao chấm ba chấm. Bộ quay tay nhiều lắm hả? Không biết đâu. Ờ thì không biết thiệt. Mọi người ơi, có hai free cho Thi Ahri nha. Có vụ chấm chấm này là cái gì, chấm chấm là gì? Ra 17 ngày rồi. Ra cái gì 17 ngày bạn? Nhé xin người hãy đừng tham vọng. Vì phía trước hai ta sẽ có đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là chiều vậy ta à? Em nói bảo bảo mà, em nói bảo đi tắm á, hôm nay tắm nhanh hơn mọi ngày. Con đường mà ta
thuộc là châu bò hả? Hỏi mấy ông con trai hả? Sao em biết? Mưa tới rồi, hết lá vàng rồi, hết tuyết rồi hả? Tại sao lại là mưa? Em nói rồi, lên show kêu 1, 2, 3 còn biết đường chụp. Phải chụp chứ, 1000 năm mới có người lên quà cho em mà anh. Mất tuyết rồi hả? 1000 năm mới thấy hiệu ứng là toàn spam kem không à. Thi làm giảng chụp nè. Thôi đợi lên đi rồi tính. Sợ bị dụ lắm. Bị dụ nhiều rồi. Ai nói thì có thể tin, nhưng mà Liên bị dụ đi nhiều rồi. Toàn là kêu chuông mở ra hùng. À, cái gì vậy bảo? Hết hồn bảo. Toàn là kiểu chuông mở ra hùng xong rồi tán ăn chiếc dép vô mặt không à. Chụp phình này không, gạch nhanh quá không có kịp chụp. Chuyên gia luôn á. Xong kiểu kêu chú qua đi, cái xong chú ra, cái xong tán chiếc dép vô mặt nhiều lần không rồi. Tôi tin người nhiều lắm rồi. Ngu vài lần thì phải khôn ra chứ. Chứ lại không ngu hoài được. Đúng không? Dùng chữ vai nhỏ trên cán, biển gió đi từng dấu chân anh hằng. Ngàn sóng sâu vào sách ma đêm hôm nào. À tôi biết rồi, có bạn ghét nhạc B-Ray lắm. Tôi rap bài này cũng nghe ghê lắm. Xong rồi giờ tôi rap cho bạn nghe cho bạn cảm thấy nó thấy ghê như thế nào nha. Không ơi, đột xuất một câu chuyện miên. Lâm Ngân Thảo là gái hay trai vợ nói chuyện vô duyên. Người ta là thông minh truyền miên, nhưng lâu lâu bị ngu đột xuất thôi. Giới tính thứ ba à? Là gì? Là gì là sao anh? Tức là có mấy lần mọi người kêu là em chưa mọ ra đi hung á. Xong cái ngồi gì nè, xong ăn nguyên chiếc dép vô mặt luôn. Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra những lời em nói. Cái này được thì cái đó là gọi là lừa tình à? Ở 20 tuổi em mong anh không thể ăn như bụng rất đói. Mong anh chết chỉ vì bệnh tim và bão khiến tim em nhức nhói. Tôi xin biết rồi ta. Tại có người ghét nhạc vậy xong rồi mở. Chỉnh beat chậm một chấm luôn là sao? Mất luôn cái quà thắp nhang con lại mẹ mất luôn rồi hả? Thất giờ nó còn quà gì vậy trời? Cho em cho em được thấy. Để lấy nít mon vô nữa coi nữa. Lại mẹ, hình như mất rồi. À thấy rồi nè. Còn đá banh, còn cờ, còn vương miện, mưa, bikini, quạt, trà sữa, hộp quà, pháo hoa, kem, bánh kem. Hơn có còn bánh kem, biết đâu ngày hôm qua vẫn có người lên. Thu biết, nụ hôn, trái tim, nhẫn kim cương. Ủa mất luôn chiếc xe đạp của Thi rồi hả? Chiếc xe đạp của Thi đâu? Gạch, dép, dép bây giờ lên 50 luôn rồi hả? Đĩa bài, trứng. Ủa trứng nó ra sao ta? Trứng nó chọn cái bẹp cái đúng không? Trứng nó ra sao? Chọn cái bẹp cái hả? Giống như là hả? Cà chua vậy đúng không? Anh bảo chưa ngủ à? Xe đạp mất lâu rồi hả? Chiếc xe đạp tàn của tôi. Xe hủ tiếu gõ của tôi. Xe đạp là cái món quà em thích nhất luôn á. Muốn biết không hả? Đâu giả bộ lên cái cho biết đi Khang. Nguyễn Trường Long tự nhiên cái like là sao? Chưa em. Thử đi là biết. Có ai lên đâu biết mà thử. Baby shark tu 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 tu. Baby shark tu 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 tu. Baby shark. Chưa quay tay xong nữa hả? Anh đang cắt một tay hả? Quay tay là mọi người biết rồi hả? Có gì không?
đang lao phím. Ơ, à, tại sao lại phải lao phím? Anh Châu nhỏ em ngừng rồi xong. Bảy cũng như idol thích dễ nghèo mà giờ nó mất rồi. Ừ, dễ nghèo dễ thương mà. Em không chỉ anh nghèo thì ngồi lên xe anh đèo. Xong rồi hủ tiếu gõ cũng dễ thương nữa. Hủ tiếu gõ dễ thương. Bảo bảo quay tay chi hả? Hỏi câu không biết mình trả lời sao luôn á. Người ta là sao? Google đi anh. Không hiểu em. Ờ, này hả? Google khó hiểu lắm. Lên Google search đi. Còn không, hôm nào gọi video cam cho dễ Bảo đi rồi Bảo chỉ cho. Gọi video cam cho Bảo kìa, Bảo chỉ cho. Rồi ổng mù mắt luôn, anh không biết ổng làm cái gì, anh không biết nó là cái gì mà sao biết mù mắt. Chỉ 73 kiểu quay khác nhau. Có cả 73 kiểu luôn à. Tiến đang đánh Liên Minh à, đang đánh Virus URF. Hàng gì không có lên xô. 100 kiểu chính xác nhân nợ. Thôi đợi ngã thôi. Cái gì vậy Tiêu Dao? Mình có thể bỏ qua cái vấn đề này được không? Cảm ơn Ni. Khoan từ từ mấy cây rồi. Bà, cảm ơn Ni. Thi, hello bạn, Sasuke. Ờ, khoan đâu rồi, tới đâu rồi, tới mấy cây rồi. Cảm ơn Ni. Cảm ơn Ni. Đi chơi xỉu mà tụi nó mời về gương mà tập. Cảm ơn Ni. Ok. Đủ rồi. Mày mà chưa tao mệt rồi hả? Tất nhiên là chưa. Bữa hôm trước tao bị 100 mấy chục ca kìa hút mà. Dễ gì. Cảm ơn Ni. Bà hỏi 100 mấy cây liên tục mà. Đâu có được nghỉ, nó không được nói chuyện luôn á. Tại nghèo quá đó bạn. Bần quá phải chơi trò chơi thì mới có quà. Chứ bình thường đâu ai tặng đâu. Havana Onana. Havana Havana Onana. Nghe nhột không anh? Nhột không anh? Bình thường tặng chi đó, bình thường đâu ai tặng đâu. Hình như có anh tham gia ở có anh cũng gần 50 cây hay gì đó, 80 cây hay gì đó. Hình như cũng gần 100 á, khoảng 80 bữa là sao. Lên cho 1000 cây hả? Là 10 ngày nữa hả? Hello Bi Ảnh nha. Đi ăn bánh xèo mà cũng phải nạp vào. Không. Ờ, Bi Ảnh, Bi Ảnh à, ok. Để tao tiếng Việt bình thường đi, để gì chứ khó đọc giờ. Nào lên hỏi coi 1000 cây nữa hả? Xong trốn nửa năm hả? Có 1000 cây kem mà trốn nửa năm luôn hả? Rồi biến mất đi, giao biết bài rồi kìa. Hát
biết hát gì luôn á, không biết hát gì thật sự luôn á. Kinh lắm đây lúc này. Ngàn cây kem bằng 10 siêu xe mà. Ủa, ngàn cây kem là bao nhiêu? Ngàn cây kem là bao nhiêu? Ủa, ngàn cây kem, 100 cây kem là 100 ngàn. Ngàn cây kem, ồ, cây 1 triệu. À, bằng 10 siêu xe, à đúng rồi. À hả, đúng rồi hả. Giả vờ thương anh được không, bài đấy thì không biết. Rồi qua nay anh ngủ 2 tiếng, hồi sau không ngủ đi, 1 triệu. À, à rồi, ok, hiểu rồi. 10 siêu xe là dư 1 cây. À, chị xin gửi mấy chị thương quà. Ok, cảm ơn em nhá, nhưng cái bài giả vờ thương anh cứ được không thì không có thua. Người yêu ơi, yêu mình thì đừng không. Từ giờ và sau đây xua lạnh nơi đây mùa đông. Siêu xe giấy kem chọn nào hả? Chọn xe đạp, nghe hết rồi. Là ngày ta sớm về, con tim hao cay. Tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Chọn tuyết cơ. Yêu khi nào hạ nắng cô. Ừ, mất tuyết rồi. Nè Takakikun. Ồ, ngày xưa có xe đạp dễ thương lắm. Em mạnh quá thôi à. Có làm gì đâu mà em ạ. Không ngủ à cháu ơi. Xong xôi thì cháu mới ngủ ông ơi. Vậy à. Hôm đó. Hôm nào. Mày mở. Thôi gắn thức coi ạ. Hôm đó này hình như này đang stream trên show bên 700 đúng không? Chủ thôi được không ạ? Chắc lúc có xe đạp á, chưa có môn ghệ lên chưa. À, chưa có mọi gái nó chưa chưa tắt TV. Ờ, nó sót cũng lâu rồi anh. Chưa bao giờ thi xem được chọn vẹn bộ phim theo cái kiểu mà ngồi tập trung xem. Xem tới khoảng gần hơn nửa phim chút xíu là lại bị mất tập trung. 900. À, đúng rồi. Hình như lúc đó còn 900. Đầu của chị á. Không, tại do cái máy của em á, đội đông cô hiểu nó bị cong cong á, khó chịu á. Rồi mày cắt thật cũng ở đó. À, idol giàu ghê. Ủa gì tự nhiên giàu? Cho xem đồng hồ kìa. Casio à mấy quên rồi ta. Cái gì đó quên rồi. Chạy radar. Ủa em đâu có chạy radar đâu anh. Khùng hở em chạy mở đít mà. Radar đâu mà radar. 120 ngàn chiếc. Ok, ship cho em 10 chiếc nha. Y chang vậy nha anh. Giống hệt vậy nha. 120 ngàn. Em mua em bán lại. Giống vậy nha. Chị nói giọng giọng Quỳnh Anh phát TV. Quỳnh Anh phát TV là ai nhở? Nếu như mà giống hệt như vậy thì ship cho em 10 chiếc em mua bán lại. Bữa chụp hình giữa đây. Chiếc mở tiếp chứ phải rider anh. Không phân biệt được luôn hả? Mười chiếc thì ít không ship à. Anh đừng để em phải hát bài hát của Linda nha. Đợi em xíu cho mèo ăn cái. Gây thơ. Em chỉ mở tiếp anh. Rider làm ngồi suy nghĩ. Rider á. Mở đít mắt hơn Rider mà. Nhưng mà đại khái là em không thích chiếc Rider. Có lẽ em không có chạy Rider.
mà giờ tự nhiên em cũng chán sức mệt hết rồi. Có cái hãng bán xe tay côn cho sinh viên á, là gì? Chiếc gì à, Kim Cô hả? Chiếc Kim Cô năm mới hả? Phát TV quảng cáo, là xe gì ta? Không biết, không nhớ hả? Một câu nói dối. Hontoni, Hontoni, Yokata. Cô phải giờ hình như có ghẻ lắm luôn. 2 phút thì hết show rồi mọi người ơi. Ai có chăn chói thì chăn chói đi nha. Ừ đúng rồi, hello cô show. Mai có show không hả? Theo em nhớ thì là không á, mai chủ nhật đúng không? Thế xôi không thì không biết nha. Chưa có lịch nhớ gì. À đúng rồi, hôm nay đã là qua chủ nhật rồi, chưa có lịch anh ơi. Ừ nha. Ừ nha. Tức là chưa có lịch thứ hai. Bây giờ đã là chủ nhật rồi, anh phải hỏi là hôm nay em có xôi không chứ. Hôm nay có xôi thì em mang xôi rồi nè. Còn xôi thứ hai thì chưa có lịch. Ừ nhờ. Ai cho Liên Minh không? Ai cho Liên Minh thì vô nha. Không nha, chơi à. Bye bye. Bây giờ là idol đâu? Này cứ đi mà. Âm xô. Bây giờ xô ai vậy? Kiều Phương hả? Ủa sao Kiều Phương là xô giờ này? Sao Kiều Phương là xô giờ này? Gọi tán nữa anh. Anh gọi điện thoại luôn nha anh. Em hợp á, hôm nay rồi. Thường thì chỉ show 5-6 giờ thôi, không hiểu tại sao lại show 3 giờ ta. Nay thể show Minayon à, em không biết nữa. Khen gọi thì em nghe, em biết thấy show thôi chứ em cũng không biết là show của ai. Anh Khen đã Liên Minh không? Khang Khang Nha Trang là Liên Minh không? Anh ngủ à? À quên, anh mới ngủ có 2 tiếng đúng không? Vậy anh kiếm idol đi. Mẹ bình thường Phương không xô. Mà nay rồi 3 giờ. Comment kêu xin xô. À! Ôi trời ơi! Em hợp nha Khang. Đợi 5 phút đi, ok ok 5 phút.
hợp luôn, chả sao. Ok, bây giờ là 2 phút rồi, 3 phút nữa. Ok. Mọi người ngủ ngon nha. Take my sins and wash them away. Teach me how to write. I've been stranded here in the dark. Take this house away. I've been swimming in the ocean till I'm almost drowned. Give me something I can believe in. Teach me how to pray. And we can do drugs and we can smoke weed and we can drink whiskey. Yeah, we can get high and we can get stoned. Ôm đi Thi ngồi sập sàng chơi rồi. Em mệt rồi anh. Người đẹp cũng ngủ rồi. Tôi lại không ngủ hả? Đúng rồi. Thì sâu đen là anh Khang phải thức nha. Hello, Tạ Thị Tấn. Ý, mới vô sao đi rồi? Tạ Tấn mới vô xong đi rồi. Ủa? Ủa? Mọi người ơi, điện thoại và chiếc nhanh sao dùm nha. Ủa? Ủa? Má xíu. Okay. Gửi gì? Ủa? Ủa? Có gì đó không đúng. Có gì không đúng? Ủa? 23 xuống đó nha. Ủa chị Dân? Cái nó sinh nhật thiệt hả? Bây giờ làm hả? Ngủ anh đi. Ngủ được xíu, ngủ được 3 tiếng. 3 tiếng mấy? Ngủ là... Nghe chưa dậy hả? Vậy hức đi. Nói vậy thì thôi, sao giờ? Chơi PUBG giết rồi giờ á. Em chơi PUBG giết rồi giờ, em để tay em đánh Liên Minh em không cào được luôn á. Cảm ơn anh Bảo nha. Em ba xuống nấu lẩu ăn Thi. Nếu muốn. Ê, cô Tám đến rồi, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon, ăn thức ở chơi với cô Tám nha. Dạ, cảm ơn anh Bảo em học xô rồi, hết giờ anh ơi. Để hôm sau đi, cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo.